Rồi chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Nam lên clip 285 ha. Mọi người mua hàng liên hệ thông tin trên màn hình, số điện thoại nè 0348308843. Rồi nhắn tin cho em hoặc là gọi điện ha. Khách hàng mua lần đầu vui lòng chuyển khoản, em không có ship COD. Rồi khách mua quen rồi thì vẫn ship bình thường ha. Trước giờ sau thì vậy ha. Rồi mọi người đăng ký kênh để theo dõi video mới nha. Mọi người nhớ bấm vô đăng ký rồi bấm nút cái chuông á, nó mới cập nhật về cho mọi người cái video mới em đăng lên thì nó sẽ hiện lên đầu tiên cho mọi người xem. Rồi Nam giới thiệu mấy món đồ này ha. Có cái mỏ hàn chì của Haco nè, ra chì tự động, khỏi cần phải cầm chì, nó bấm nút nó ra chì luôn ha. Rồi máy đục, máy mài khuôn mini. Rồi nay có cái biến điện 12V ra 100V đây. Dòng này rất là chất nha mọi người, nó nặng lắm, em chưa cần thử nữa nhưng mà chắc cỡ 6 kg, em đoán cỡ đó thôi nha. Tại cầm lên nghe nặng, chưa cân luôn. Rồi đến giới thiệu chi tiết ha. Rồi đầu tiên cái nguồn nè, nguồn của Nhật, điện vô là 12V, đây điện vô 12V đây, cộng này trừ nữa ha, đây nó thiếu cái con ốc màu đen ha, cái này mọi người lấy con tán dặn vô là ok ha. Rồi cộng trừ vô đây, rồi ra mặt trước là điện 100V đây, 100V, tổng là 300W, đây công tắc nè, đây đèn báo. Rất là nặng luôn mọi người, cầm mở tay luôn. Rồi 300W. Rồi giờ em thử vô điện nha cho mọi người coi nè. Đây mọi người vô bị điện bình ắc quy hoặc là cái adapter ha. Đây em xài cái adapter để em thử không à. Nè. Adapter ra 12V nè ha. Lấy cái đồng hồ đo điện luôn. Rồi xong. À tưởng hết pin rồi chứ. À cái đồng hồ em nó cũng tự tắt ha, nhưng mà không biết bao lâu nó tắt. Để quên, không có bấm nút tắt. Đây là điện 12V này. Đó. 12 mấy V đó. Rồi giờ cắm vô đi, chỉnh qua điện AC ha. Rồi cắm vô lỗ này chứ, lát vô điện nó sẽ báo lên luôn. Rồi ở đây em sẽ dùng cái kẹp này ha, dùng cái kẹp này để vô cho nó dễ. Rồi gá đỡ nó vô đây đi. Rồi về vô điện nè. Đó. Nó chạy nó sẽ rung lên mọi người. Nghe nó rung lên luôn. Rồi ở đây nó ra điện nè, 114V. Điện ra rất là chuẩn luôn, tới 110V. Thử lỗ trên nè.
Rồi, cũng là 114V luôn. À, lỗi như nhau. Đây, em lấy cái máy mài khuôn này em thử luôn ha. Rất là ok luôn. Test luôn máy mài khuôn nha mọi người, giới thiệu luôn máy mài khuôn nè. Mài khuôn của Broson. Điện 100V 20W. Mã số 2 400.000. Rồi thử luôn cái máy đục này. Đây, con đục của Ryobi Nhật. Điện 100V. Đó. Một tốc độ. Khi mà gắn lửa vô nó sẽ rung mọi người, sủi mấy cái đồ gỗ. Chứ mọi người nhìn về tưởng yếu nhưng mà thật sự nó gắn lửa vô nó rung, nó đẩy đi rất là ngọt. Đó, cái này là chỗ gắn lửa nè. Rồi con này mã 3 ha, 500.000. Con này hơi xấu, thanh lý 500.000 nha. Một chế độ. Rồi, test luôn cái con máy khoan này nè. Này có mấy con máy điện, máy khoan nè. Con này máy khoan cốt 3 ly nha. À, kẹp mũi 3 ly nha. Đây là cái đầu măng ranh ha, kẹp mũi 3 ly. Nó có hình logo con chim, con chim bồ câu luôn rồi. Điện 100V 28W, chạy rất êm, mũi chuẩn xác, chuyên dùng cho đồ nhỏ. 30 ml nè, là nó ghi 30 ml ha. Trên đây này. Mở ra kẹp được mũi 30 ml trở xuống này, chạy rất là êm. Đó là chuẩn, nó chuẩn tâm lắm. Chuyên khoan đường nhỏ, cầm rất là tiện. Còn cái đầu mở zin của nó nè, zin nó gắn theo bên đây luôn nha. Đây. Mở ra này. Cái này sao nó ghi 3 ml, to hơn nha mọi người. Em cũng chưa mở ra nè, nó ghi trên đây 3 ml nhưng mà thật sự cái mũi, cái đầu kẹp này hơn 3 ly nha, không phải 3 ly đâu. Mũi này tới không có cái gì bỏ vô đi đâu. À, nhìn không là thấy to lắm, cỡ 4 ly trở lên á. Cỡ 4 ly nha mọi người, 4 ly lọc. Đây, cộng cảm. Wow, to vậy. Cái cọng nhôm này tới nhôm này 3 ly rưỡi, cỡ 4 ly, 4 ly dư sức mọi người, 4 ly trở lên này, 4 hoặc là 5 ly luôn á nè, dư nhiều lắm.
Rồi con này mã số 4 à, 600 ngàn. Nguyên dây nguyên zin, còn cái đầu, cái đầu mở à, mở kẹp mũi luôn. À, em giới thiệu mấy cái máy này trước luôn nha. Rồi lát đi vòng nữa cái máy này thì sao. Cái máy này đang test luôn nè. Rồi cái này là cái quạt Haco, cái quạt hút của Haco, nguyên cái khung hút luôn nè. Nè mọi người về chế quạt hút ha, gắn cái lưới lọc vô, nó là cái khung quạt hút chì á, có công tắc nè, xài điện 100V, mắt in da bằng xem xích, có chân đứng và cái khung hút, nó sẽ hút vô đường này nè, nó bay ra đường này. 250 nè, mã 6. Đây test điện luôn nha, điện 100V nha mọi người. Rồi bỏ vô máy này test luôn. À, bỏ vô cái cục biến điện này nè. Khó quá, để lấy cục dây nối. Này, nối cục dây này để câu ra. Rồi. Mà công tắc rồi nè, nó hút lên nha, chạy rất êm, hút chì, hút khói bụi trên bàn làm việc, hút khói hút lá rất là ok luôn. Rồi 250 nè, mã số 6 nè, kích thước nó là 120 ha. Rồi cái biến điện này mã số 1 ha, 800 ngàn. Công tắc đây nè, đây tản nhiệt nó bằng nhôm luôn rồi, nó kẹp hai miếng tản nhiệt bự chà bá luôn hai bên nha, chân đế nè. Bên trong là cái biến áp bự lắm, khá là nặng. Rồi mã số 1 ha, 800 ngàn. Kích thước nó là 20 x 12. Rồi, mấy mã này em qua hết rồi nha. Test đồ ok nè. Mã 1, 2, 3, 4 nè. Mọi người coi lại mấy máy nha. Nè, mã số 2 nè, máy mài khuôn nè, 3 là máy đục, 4 là máy khoan ha. Đó. Rồi, tiếp tục về cái thang máy mài của Nhật. Thang này em đóng thang máy mài ha, tại vì nó rất là thông dụng, dùng cho máy mài nè. Nhưng mà để chính xác á, mỗi người xài mỗi máy khác nhau thì không ai biết được ha. Em sẽ đo kích thước của cái viên thang luôn, là mọi người đo kích thước của cái máy mình là vô ok là được ha. Nè, cái bề dẹp của nó nè là 6 ly ha, bề dẹp viên thang nè. Rồi cái bề dày á, bề dày là 10 ly ha. Rồi chiều dài cái viên thang nè, chiều dài đút vô nè 12 ly ha. Đó. Rồi cứ căn cứ đó thì ok thì xài ha. Rồi thang Nhật mới chưa sử dụng, mới chăm luôn. Thang Nhật hãng Iman. Em bán này là cho mọi người 5 cặp ha. 1, 2, 3, 4, 5 nè, 5 cặp than, mã số 5, 100 ngàn. Khá là rẻ so với cái
giá thị trường mọi người mua cái cặp than Trung Quốc luôn ha, ta mua than thường đó. Rồi tiếp theo mã 7, mã 6 là cái quạt hút hồi nãy ha, em giới thiệu rồi nè, mã 6 nè, quạt hút. Rồi mã 7 là cây bút của Đức mọi người, cây bút hiệu của Đức, bút bi hàng của Đức. Này, bút bi hàng của Đức. Bút bi hàng của Đức ha. Viết ok. Viết ok xài bình thường ha. Xài hết mực á mọi người, xài hết mực cái mọi người hai cái ruột. Ruột nó như bút bi bình thường mình, hai ruột. Mọi người nhớ giữ là cái đầu zin ha, cái đầu bút bi zin nè. Quan trọng cái đầu zin ha, cái đầu zin bi zin trên nè. Người thay hai giữ lại. Rồi con này mã số 7 ha, 150.000. Bút bi của hãng Đức. Rất là đẹp. Rồi 8 đồng một con máy hàng chì nha mọi người. Máy hàng chì của Haco Nhật, điện 100V. Haco Nhật điện 100V 60W nha. Đặc biệt cái con này nó ra chì tự động nha mọi người. Nè. Mọi người thấy nó có cơ cấu là đút chì vô đây nè, nó sẽ chạy ra ngoài đây. Đó, rồi mọi người chỉ cầm vậy nè. Rồi chỉ xuống hàng thôi. Nó ra ngay cái mũi mình luôn. Này em sẽ lấy một cọng chì mới mọi người vô chì như vậy nè ha, để hẳn nó ra trước, giúp cho hẳn tí. Rồi vô đây bấm bấm một hồi cái nó ra ha, à, nó rút ra nè, ngay cái mũi mình là xài thôi, chích nóng chảy. Rồi đã test ok mọi người, rất là nóng, xài ngon. Đây giờ cắm nữa thì nó lâu, chờ lâu mình test rồi ha. Cái dây nó có cắm một chỗ đâu người ta, mọi người giờ quấn lại nha. Dây zin luôn nha, dây chống cháy. Này, nứt chút xíu chỗ này luôn, nó cứng. À, cứng này. Em làm dấu mọi người về băng lại ha. Để zin xài, nó dùng chút xíu. Băng con keo đen là cái xài ha. Rồi. Rồi cái con mỏ hàng chì này mã số 8 ha, 550 nha. Con chì Haco. Rồi tiếp tục là cái bộ một cái bộ lấy ốc gãy nha mọi người. Hai cỡ ha. Lấy ốc gãy của Nhật nè. Ốc mà bị mòn tuôn nữa, mọi người khoan cái lỗ ha, cho nó vừa ở đầu nè, căn cứ tùy kích cỡ ha. Mấy con ốc bự bự thì khoan cái lỗ vô, và mình sẽ dùng cái tay này nè, mình vặn ngược ra, vặn ra nó sẽ xoáy ngược ra ha, nó là lấy ốc gãy, lấy ốc tuôn. Này hiệu Lai mọi người. Chữ like này đầu nó nè, kích thước nó là
chiều dài cỡ 8.5, cây dài, cây ngắn là 7.5. Ở đây nó có để là không có để. Em đo cái đường kính của cái mũi này ha. 8 nè. 10. Này cỡ 8 10 nha mọi người. Ha, cây 8 cây 10. Một cặp này mã số 9 nha, 300 ngàn. Rồi tiếp tục là hai cây búa. Đây hai cây búa nhỏ đầu thép, đầu bằng thép mà nó là cứng. Hai cây búa đầu giống y nhau. Đầu thép cỡ mini. Máy này mấy bác giờ làm chuyên làm đóng mấy đồ da, đóng giày á. Đóng cái búa này rất là đúng luôn. Búa làm giày đồ da nha mọi người. Rồi mã số 10 ha, một cây là 250 ngàn. Hai cái búa này gỗ nó tốt lắm nha mọi người, gỗ nó không phải như gỗ cái búa mà bình thường mình thấy búa Nhật bình thường, cái đầu bình thường nha. Nói thì mà cái gỗ này gỗ chắc lắm, gỗ cứng đó. Nè, gỗ cứng nè, hai cán này là gỗ cứng, gỗ đen đen khui luôn mà nó cứng, xài rất bền. Rồi tiếp theo cái đầu bét phun phun thuốc nha. Đang có đầu với dây, mấy bác về chế đang thiếu bình hay gì đó, chế vô ha, đầu này có thể kéo dài ra được nha. Này nó rút ngắn, rút ngắn nó là từ cái tay cầm tới cái đầu là khoảng 38. Rồi kéo dài cả hai nó 3 khúc. Kéo dài ra được 90 luôn rồi. 90 cm. Rồi cái ống này là 1m1, cái ống này cỡ 1m1 nè, 90 nè. Mét mốt nè. Còn trên là nhôm nè, nhôm Nhật. Dây kính, ok. Cái này cái bét nè. Đấy, cái bét mở ra coi. Đây, cái bét bên trong nó là nó có một cái miếng thép đây ha, đầu thép nè. Tuy rằng bên ngoài nhựa nhưng mà bên trong nó, cái bét là nó bằng thép nè. Inox gì đó, kim loại đó, để nó bền. Trong là nhựa nè, chứ không phải nắp nhựa, là nó cái lỗ nó bằng nhựa luôn ha. Như vậy nó dở lắm, cái này rồi trong nó kim loại. Ống rất là dẻo mà, ống này nó dẻo queo, mềm mà dẻo đã, không sợ bị gãy, mềm mà dẻo. Rồi, bộ ống này 200 ngàn á, mã số 11 nha. Rồi 12 cái chân chai bót nè. Chân xài bình thường nha mọi người. Thanh lý, tại vì nó gãy ở đây xíu nè. Nó gãy một gãy con ốc này nè mọi người. Đó. Thành ra bây giờ là nó không có giữ giữ ghim vậy ha. Nó giống nhất vậy nè. Nhưng mà mình đặt máy lên thì nó sẽ không có bị giống nhất đâu. Nhưng mà mình dở lên vậy nó mới biết đó. Cắm điện thoại đồ lên vẫn bình thường. Này mọi người lấy con ốc này ra nè, xong quặn con ốc này ra rồi mình
lấy con tán vặn vô rồi nó cứng lại, chế rồi. Chân này chân mini, dạ. Đây, chân mini này. Ra mấy khúc vậy nè. Ra đầu vậy nè. Chiều cao nó cỡ đây. Cỡ 1m1 nha mọi người. Cao lên được 1m1. Bằng nhôm rất là nhẹ. Bỏ theo cúp xe, túi rồi, ba lô. 1m1 thu gọn lại 38. Rồi, con này mã số 12 ha, 100.000. Rồi, hết rồi, hôm nay hết rồi mọi người. Em kết thúc video đây, cảm ơn mọi người ha. Rồi, em chào mọi người.